Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí trong sản xuất, nhiều gia đình ở xã Yên Mạc đã và đang thực hiện mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO. Đây là địa phương được Ban dân vận huyện ủy Yên Mô chọn làm điểm, tiến tới nhân ra diện rộng trong toàn huyện. Trước kia, gia đình bà Trương Thị Liệu thường có thói quen thu gom chung cả rác vô cơ và hữu cơ để bỏ đi. Nhưng gần đây, bà thực hiện phân loại, toàn bộ rác thải hữu cơ được giữ lại dùng chế phẩm men vi sinh ủ để làm phân bón cho cây trồng. Từ khi là các bác ấy đưa mô hình này vào thì tôi thấy là tốt. Vì là có cả những cái đấy là giờ là bỏ gọn vào thùng, rồi mình phân loại rác ra, tưới cái phân vi sinh đấy vào thì là nó tiêu hủy mà nó cũng không có mùi. Thấy là cũng hiệu quả và cũng sạch sẽ. Để hạn chế rác thải ra môi trường, bên cạnh sự hỗ trợ của Ban dân vận huyện ủy, xã Yên Mạc còn hỗ trợ kinh phí mua xô phân loại rác, thùng làm men cho các hộ gia đình. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật làm và sử dụng men vi sinh, 20 hộ tham gia đầu tiên đã thực hiện thành công. Triển khai đến các hộ dân để lấy 20 hộ để làm điểm. Thứ nhất là để phân loại rác thải cho vào thùng để xử lý tại gia đình, kết hợp cái thuốc vi sinh để mình xử lý. Mà trong khi đó thì đang tiến hành là nhân rộng lên, duy trì là cái vệ sinh môi trường nó đảm bảo. Phân loại xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh đã mang lại hiệu quả kép, vừa giảm lượng rác thải ra môi trường, đồng thời xử lý thành nguồn phân bón cho cây trồng. Qua đó, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân trong bảo vệ môi trường, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ hoàn toàn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.